bông sen hoa. Em có đồng ý lấy anh không? Không ổn rồi Sơn Hoa, chúng mình tập kết hôn đi. Vườn đẹp nhỉ. Ở đây anh sẽ lắp xích đu cho Sê biết, rồi cả ba chúng ta cùng chơi xích đu thì sẽ vui lắm đây. Em yêu anh Chê Minh. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ừ. Mẹ, sao thế này? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Mẹ thấy nhớ con trai của mẹ thôi. Mẹ của con những lúc thế này thật là... Con trai của mẹ. Con là con trai của mẹ đúng không? Lạ thật. Hôm nay mẹ lạ quá. Có phải mẹ cãi nhau với bố không? À, thì ra là vì mẹ chê kiêng. Để con giải quyết cho. Giờ cũng đến lúc cô ấy nên đi khỏi đây rồi. Không phải chuyện đó đâu. Chê Minh, con nghỉ ngơi đi. Dù gì mình cũng thấy lạ. Sơn Hoa của mình đang làm gì nhỉ? Dù mai đưa Thê Giang đi hóng gió mới được. Sơn Hoa không nghe máy này. Anh Chê Minh, cô đang làm gì vậy? Anh nhìn mà không biết à? Em đang lau bàn. Cô Sang Mi, cô đừng làm thế này. Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi cơ mà, rằng tôi thích người khác rồi. Em biết. Nhưng em thích ai là ý của em chứ? Có phải ý của anh Sơ Chun đâu. Em sẽ làm theo lời trái tim mách bảo. Anh đừng cản em. Cô đừng cố gắng làm gì.
Đằng nào ai cũng biết cô Sang Mi là em gái của Moon Sang Hiếc rồi. Cô đừng ấp ủ hy vọng Hạo Huyền. Vâng, em không ấp ủ hy vọng đâu. Em đã bảo đó là ý của em rồi cơ mà. Em đã quyết định bất kể là anh Seo-jun thích ai hay không thích, ghét em hay không thì em vẫn sẽ sống là chính mình. Rốt cuộc đây là luân lý của nước nào vậy? Luân lý của Moon Sang Mi. Chồng cũng tội, hay cứ mặc kệ em gái của Moon Sang Hiếc nhỉ? Mà biết làm thế nào với Sơn Hoa bây giờ? Có kết quả xét nghiệm ADN rồi à? Cháu cứ cầu mong là không phải, nhưng xem ra ông trời không cho rồi. Sao số phận lại nghiệt ngã thế này? Làm sao cháu rời xa anh Jaemin được? Cháu yêu anh Jaemin. Giờ cháu phải làm sao đây bác ơi? Chỉ nghĩ đến chuyện Jaemin suy sụp thế nào khi biết sự thật này, bác đã thấy nhức nhối và đau lòng rồi. Phải làm sao với hai đứa đây? Tuyệt đối không được để anh Jaemin biết sự thật này. Nếu biết cháu là con gái của giám đốc Du thì anh Jaemin sẽ không thể chịu đựng nổi với tinh thần tỉnh táo đâu. Cháu sẽ mang theo tất cả và ra đi. Chị Kiêng, sao con chưa lần nào hiện về trong giấc mơ của mẹ? Con vẫn ghét mẹ ư? Thế nên con mới không về, cứ thế mà đi đến nơi xa xôi đó ư? Lại là cuộc gọi quảng cáo. Ôi, cuộc gọi quảng cáo thao túng cả ngón tay mình này. Mẹ. Chị Kiêng đấy à? Chị Kiêng ư? Cô là ai? Là ma à? Cuộc gọi quảng cáo này còn cho nghe cả âm thanh ảo nữa. Không phải âm thanh ảo đâu mẹ. Mẹ đến đón con đi. Đau thế này thì lẽ ra phải là hiện thực, nhưng sao vẫn là mơ? Chị Kiêng, mẹ cũng muốn đến đón con lắm. Đừng dù con không còn nữa thì mẹ vẫn phải sống nốt phần đời của mẹ rồi mới đi chứ. Bây giờ mà đi thì chẳng phải ấm ức lắm hay sao? Mẹ sống lâu hơn đã rồi mới đi. Rõ thật là. Mẹ đừng nói nhảm nữa. Nghe con nói đi. Giật cả mình. Này, cô có đúng là Chê Kiêng con gái tôi không? Có đúng là Chê Kiêng con gái tôi không? Đã bảo đúng rồi. Mẹ đừng nói gì hết, lặng lặng một mình đến đây đi. Đừng có loan tin khắp xóm. Tuyệt đối không được nói với bố. Mẹ nhớ chưa? Hả? Ừ. Chị Kiêng, rốt cuộc là con đang ở đâu? Chị Kiêng, chị Kiêng, mẹ ơi, chuyện gì thế này? Này, đây không phải là mơ thật chứ? Con vẫn còn sống. Con vẫn còn sống. Chưa kêu muôn năm, con giỏi lắm. Chết gì mà chết? Sao con lại chết chứ? Mẹ nghĩ con gái mẹ chết dễ dàng như thế sao? Sơn Hoa, anh đón Thê Giang về rồi này. Bác ơi, bác cho cháu làm máy bay đi. Hay là thế nhỉ? Shoo.
vì anh Jae Min rủ cháu đi chơi. Ừ, đi vui vẻ nhé. Cháu chưa bao giờ tự tay nấu món gì cho anh Jae Min. Anh Jae Min thật bất hạnh khi gặp cháu. Sao anh ấy lại gặp phải người như cháu để rồi phải gánh chịu nỗi đau này cơ chứ? Cháu không có lỗi gì hết. Chuyện đó ai mà ép buộc được, đều do số phận cả. Ôi thích quá, được đi dã ngoại. Cẩn thận ngã đấy, đi chậm thôi Thế Giang. Sơn Hoa, không ngờ Thế Giang lại vui như thế. Sau này chúng ta đến đây thường xuyên nhé. Còn sống thì phải gọi điện về báo là còn sống chứ. Ăn mặc kiểu gì thế này? Lễ tang của con tươm tất rồi chứ? Ừ, con bé này đã tổ chức tang lễ rồi nên không thể rút lại được nữa. Thế này là sao? Con bị hãm hại. Gì cơ? Con bị Bông Sơn Hoa hãm hại.